mình dặn nó nè, mở nó ra. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Nè, qua nè. Wow. À. Chào tất cả quý anh chị cô chú và các bạn. Cũng đã lâu lắm rồi mình không có ra cái video cho mọi người xem, do là bận rất là nhiều cái công việc riêng. Sẵn tiện hôm nay thì đứa em có đi chợ mua được hai con cá này nè mọi người. Hai cá rất là to luôn, cho nên mình sẽ cùng với mọi người vào bếp để làm cái món cá nướng nha. Nào giờ thì cá này mình cũng chưa được từng thấy nó luôn. Nghe người bán người ta nói gọi nó là con cá thu dẹt vậy nè. Mình không biết ăn như thế nào luôn à. Rồi bây giờ mình sẽ rửa để mình nướng ha. Mọi người thấy không, cá này rất là dài luôn nha. Để mình đo coi chiều dài của nó nè. Một gang nè, hai gang nè. Từ cái đầu tới đuôi mà mình chặt rồi là nó còn khoảng chừng gần 3 gang cho mọi người. Cá rất là to luôn. Đây, mọi người thấy không? Rồi, cá này thì mình đã rửa rất là sạch rồi. Bây giờ là mình sẽ rửa lại bằng nước rượu và gừng để khử cái mùi hôi của con cá nha mọi người. Mùi tanh của cá. Rất chắc mình bỏ bớt qua đây đi. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cho rượu nó vào trong lòng của con cá nè. Cái quan trọng nhất là nó ở trong lòng này nè mọi người. Cái da của con cá này nó cũng tương đối là nó hơi dày nha. Giống con nào nó chích dở lên nè. Rồi, thấy chưa? Sau khi rửa rượu xong thì mình sẽ không rửa lại bằng nước nha mọi người. Chúng ta cứ để như thế này rồi chúng ta vào phải ướp. Rồi, lên đường đi thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt một ít sả để mình làm cái đồ ướp mình nướng nha mọi người. Bởi vì mình nghĩ con cá này mà ướp mà có sả thì nướng nó sẽ thơm hơn. Và đây còn mình còn chuẩn bị thêm được một cái khúc mía này nha mọi người. Một hồi nữa mình sẽ chẻ mía ra thành những cái lát bề ngang bằng khoảng cái ngón tay của mình mà dài theo chiều dài của con cá. Sau đó thì chúng ta sẽ cặp thêm một ít cái sả gốc này mình đập và mía này vòng vòng con cá, rồi mình dùng chỉ để mình buộc mình quấn lại thì mình nướng nó sẽ tạo được cái mùi thơm, nó ngấm vào thịt con cá ăn mình nghĩ nó rất là ngon nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ đập mấy cái sả gốc này nha mọi người. Đập cái sả gốc này để mình cho vào bụng của con cá mình nướng rất là thơm luôn.
Ngoài ra thì mình có thể là quấn quấn xung quanh con cá thêm. Hết cái số xả còn lại này luôn, làm cho cá rất thơm. Rồi, cho mình được bao nhiêu đây? Khá nhiều rồi ha. Rồi, giờ tạm thời mình sẽ để cái số cá đập này vào đây. Tiếp theo là mình sẽ cần một mía. Nó sẽ róc vỏ mía này ra. Bây giờ chúng ta sẽ chặt bỏ cái phần mắt này nha mọi người. Để phần mắt này thì mình chẻ ngang nó sẽ bị gãy ngay, rất là khó. Bây giờ chúng ta sẽ chẻ mía của mình thành những cái lát như thế này. Cặp vào chúng ta nướng. Thơm luôn. Luôn.
mía mà mọi người muốn cho nó ra được cái nước ngọt á, nước ngấm bằng cá á, để mà khi mà nhiệt độ lên cao thì nó sẽ thơm á, thì chúng ta phải đập mía ra như thế này nha. Đấy, mình chẻ nhỏ ra, mình để một cái bề bảng lớn quá thì nó sẽ che mất đi cái phần cá, thì nó sẽ không tiếp xúc được với giấy bạc thì nó sẽ không ngon. Rồi tiếp theo mình sẽ cần sẽ là một ít gừng băm đó nha mọi người. Gừng á thì ngoài cái tác dụng là mình ăn cho nó ấm tỳ vị vào cái mùa lạnh như thế này, thì ngoài ra thì nó còn có tác dụng khử mùi rất tuyệt vời. Thường các cái món hải sản đặc biệt là cá thì nó sẽ có cái mùi tanh, cho nên là chúng ta ướp vào như thế này thì ăn nó rất là thơm, ấm cơ thể mình và tốt cho tỳ vị. Rồi bây giờ bước tiếp theo nữa là mình sẽ làm cái đồ ướp để mà mình nướng cá nha mọi người. Thì bây giờ trước hết thì chúng ta sẽ cho một ít hạt nêm. Đây thì chúng ta cho khoảng hai cái muỗng nhỏ hạt nêm như thế này ha. Rồi tiếp theo là một lượng bột ngọt cũng vừa bằng với lại một muỗng hạt nêm, có thể ít hơn cũng được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho một chút đường, chút xíu đường ít thôi nhưng mà để nó có cái vị, thì chúng ta không có cho nhiều đường nữa. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta cần đây là tỏi phi nha mọi người. Rồi, tỏi thì chúng ta cho nó nhuyễn ra như thế này để nó tạo cái mùi thơm. Rồi, tiếp theo nữa sẽ là hành phi. Rồi, chúng ta bóp cho nó nhuyễn ra như thế này. Rồi, tiếp theo nữa là dầu hào nha mọi người. Đặc biệt là có dầu hào vào thì nó sẽ rất là thơm. Rồi một ít tiêu xay. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ trộn ít cái ối ướp đậu nướng. Rồi tất cả chúng ta sẽ đánh nó lên. Bây giờ thì
tất cả nó tạo nên cái mùi rất là thơm nha mọi người. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho vào đây khoảng cái 1/5 của cái ly uống trà này nha mọi người, 1/5 cái ly uống trà này mà giấm ăn. Đó, mình sử dụng giấm nuôi nha, không dùng giấm công nghiệp nha mọi người. Giấm thì một trong những cái nguyên liệu mà mình cho vào để mà mình ướp, mình nướng cá hoặc mình kho các loại cá biển á, rất là thơm. Mọi người mà ướp cá để mà chúng ta kho á, mà chúng ta chế vào một chút giấm ăn thì kho rất là thơm, và nướng cũng vậy nữa, nó tạo một cái mùi rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì nó còn khử được cái mùi thô của cá rất là tốt cho mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ xẻ thịt cá này ra cho mọi người. Đây, thịt cá da là tương đối nó dày quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ướp cá nha mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho một ít nguyên liệu nó vào trong phần bụng của cá nha. Đấy, chúng ta đã cho vào các cái khe cá mà chúng ta đã xẻ thịt nó ra nè. Thì những cái này thì cá nó mình thấm mình ngon. Rồi, tiếp theo đến cá này. Cái phần bụng của con cá này thì nó không có rỗng nhiều, cho nên là cũng không có chứa được nhiều các cái đồ ướp. Bụng này thì mình nhét cỡ chừng 2-3 tép xả là đã đầy rồi. Cá này thì lúc đầu mình nhìn mình nghĩ là nó không có xương nha mọi người, nhưng mà không biết là trong này có cái phần xương hay là cái phần da bên ngoài của nó cứng à. Mình có cảm giác giống như mình bị cái gì đó nó cứa vào tay mà khi mà mình dùng tay mình nhét các cái đồ ướp này vào nha. Rồi,
Rồi giờ việc tiếp theo nữa là chúng ta sẽ rồi nhét các cái xả này vào nha. Mình đã nói lúc đầu thì cái phần bụng này rất là nhỏ nha, cho nên là khi mình nhét khoảng 3 tép xả vào thì nó đã đầy rồi nha mọi người. Rồi, đây thì mình sẽ cho thêm mía vào đây đi nha. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ quấn giấy bạc nha mọi người. Thì chúng ta sẽ đi ướp mình nướng ha. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ chất xả với lại mía ra nha mọi người. Chất xả với mía ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ để cái chả lên. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là cũng là một xả nữa nha. Rồi vàng mía đập dập. Theo là chúng ta sẽ ốp cái phần giấy bạc này lên, cho thêm chút xíu nguyên liệu này còn lại lên đây đi. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa cái tay sạch. Rửa cái tráng này lại nha mọi người. Rồi, thế là bây giờ mình đã hoàn thành được một con rồi nha. Rồi, đến con tiếp theo. Đây chúng ta còn đi luôn phần xả, ta đập chiên xả này vô lên.
tiếp theo nữa là chúng ta sẽ để các cái mía cũng như là xả xuống đây để chúng ta với cùng cá thứ hai nha mọi người. Rồi đây là con cá thứ hai. Xả luôn. Rồi và đây là hai cái sản phẩm chúng ta vừa quấn xong. Rồi bây giờ mình sẽ đi nướng thôi. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ đốt khoang nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ đốt hết con gáo dừa. Rồi những cái phần mà trái nó vừa hư nè, mổ ra đốt thì nó sẽ có dễ bắt lửa hơn nha mọi người. Bắt nó cháy rồi nha mọi người. Đây mình có thêm một số cái than ép viên này nha mọi người. Cái than này thì nó sẽ có cái nhiệt độ rất là cao và than nó giữ được lâu, bởi vì hai con cá này nó rất là to cho nên là mình phải sử dụng thêm cái than này để
mình nướng trong thời gian dài thì nó mới đủ than để mình nướng chín than cá này nha. Rồi bây giờ trong khi chờ than này nó tàn để mình nướng cá thì mình sẽ đi xào một ít cái đầu xào. Rồi bây giờ trong khi chờ than tàn mình nướng cá thì mình sẽ xào một số cái nguyên liệu rau củ quả này nha mọi người, để mình ăn kèm với cá. Mình có thể là cuốn bánh tráng cũng được nha. Đây mình có nấm nè, rồi có ớt chuông, có cải nồi, cải đỏ, và ở đây mình có cả bông cải nữa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt dầu lên phi hành cho thơm nha. Rồi tỏi mình giờ này cũng đã vàng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần bông cải vào. Bởi vì bông cải thì nó sẽ lâu chín hơn những cái phần củ quả khác, thì chúng ta xào bông cải để tưới cho mình. Rồi, thì chúng ta sẽ cho một ít xíu nguyên liệu vào, gồm có muối, chút muối, bột ngọt, rồi sau đó là đường. Rồi chúng ta trộn đều qua cho các cái gia vị này nó thấm vào. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cho cải nồi vào nha. Rồi, chúng ta đảo sơn qua đi. Mình sẽ cho một tí xíu nước vào để cho nó không có khét chảo nha. Rồi, nước vào nha. Thì cộng đều khoảng một phút nữa là bắt đầu chúng ta sẽ cho cái phần cải đỏ vào được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dặn lửa to lên. Mình có thể đậy nắp lại. Nắp lại khoảng 1 phút nữa thì chúng ta sẽ cho phần cái đỏ vào luôn rồi.
Rồi sau thời gian khoảng 1 phút rồi mình sẽ cho phần cải đỏ vào nha mọi người. Rồi chúng ta cho hết phần cải đỏ vào là chúng ta trộn đều lên. Chúng ta đợi cho các nguyên liệu này nó gần chín, nó cho nó đo đũa rồi. Rồi khi mà các nguyên liệu này nó gần chín rồi thì chúng ta mới cho phần ớt chuông vào và nấm rơm, bởi vì ớt chuông và nấm thì nó rất là nhanh chín rồi mọi người. Nước nó sắp cạn rồi, em cho vào đây thêm tí xíu nước nữa đi. Rồi được rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ chờ khoảng 2-3 phút gì nữa. Khi mà nó gần chín rồi thì chúng ta sẽ cho phần nấm còn lại nè. Rồi nấm kim châm luôn ha. Và ớt chuông vào. Rồi, giờ chúng ta sẽ bỏ các cái nguyên liệu còn lại vào nha mọi người. Khi chúng ta đảo lên xong thì chúng ta sẽ thử cái vị của nó, nếu mà chưa vừa ăn thì chúng ta sẽ nêm thêm nha. Rồi chúng cho cái xíu đường vào đây nữa đi. Rồi cho tí muối nữa, ít nữa thôi. Rồi hết cho nó đi. Nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Mình nghĩ là cái này mà ăn kèm với cá nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Không chê vào đâu được. Rất là ngon. Rồi, phần này coi như là đã xong. Giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đi nướng cá nha. Bây giờ thì than cũng đã tàn rồi. Rồi, bây giờ là than đã tàn rồi nha mọi người. Chúng ta sẽ để cá này lên bắt đầu mình nướng nha. Chúng ta sẽ dùng quạt để chúng ta quạt thêm cho nó tăng cái độ nóng lên mới được.
Rồi. Mọi người nghe cái tiếng không? Đấy. Khi mà mình chắc lên là lửa than nó nóng lên là bắt đầu à. Cái tiếng của cái nước ở trong cá đồng nó sôi lên rồi đó mọi người. À, cá dài khủng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngồi chờ đến khi nào mà cái mặt kia nó đã vàng xong rồi chúng ta trở lại. Rồi mọi người nhìn thấy không, khối từ trong con cá nè nó lên nè, chứng tỏ là con cá trong này nó sôi dữ lắm nha mọi người. Hầm như vậy, mình hầm như vậy là nó chín con cá đều ngon luôn á. Hy vọng là mình nướng nó đừng có quá lố để nó bị khét nha. Nó thấy không, sôi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở con cá lật lại cái bề sau nha mọi người. Ôi quá. Rồi. Ui. Nóng quá. Rồi, sẽ quạt than lên nha. Đấy, mọi người có thấy không, khối từ trong con cá nè nó bốc ra nè, ngay những cái lỗ mà rách của giấy bạc nè mọi người. Cá rất là thơm luôn. Ra đây mọi người thấy chưa, một cái mùi thơm mà mình nghe là không thể nào mà mình cưỡng lại được luôn nha mọi người. Ngoài cái hương vị của xả thì nó còn có cái vị thơm của mía nữa, mía nướng đó mọi người, rất là thơm luôn nha. Đấy, thấy không, cái hơi nó bốc lên từ con cá nè. Đấy, rất là hấp dẫn luôn nha. Rồi đây là cái sản phẩm thành quả sau 1 giờ đồng hồ nướng nha mọi người. Rồi bây giờ mình cùng nhau mình khui cá nha. Rồi khui đi. Còn ba khui đi. Nãy cái đầu này mình dặn nó nè. Mở nó ra. Rồi vậy rồi. Rồi. Hôm nay ập qua nè. Wow. Ồ. À. Ôi. Nga Thanh. Đây, đây con đưa tía cầm cái này, tía gấp cái này ra này nãy nó bị lủng hay gì nó két ra ta. Gấp kia, gấp cái da này nhớ được nha. Wow. Sao? Nói chung là thành quả vậy là tương đối ngon rồi. Rồi. Rồi, mọi người cùng cầm đũa lên nha. Đũa lên. Để cái này làm vậy sẽ cho nó sáng đũa. Rồi, bước ra ngoài luôn. Rồi, gấp thử đi, gấp thử đi.
Nha Tử ơi, thử cái vị cá này như thế nào. Cái gì đây, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Đây là món cá thu vẹt hả? Thu vẹt hả? Cá thu vẹt. Nó da luôn nè. Đâu chén ngon nào? Quá ngon luôn. Tuyệt vời. Ngon nào? Nè, rồi. Rồi cuộn rau vô. Đây, giờ mình thêm chút xíu rau củ này vô nha. Nấm nè. Đây, đây cho cái dĩa đây. Đây, đây cho cái dĩa luôn. Rồi, thêm chút bún vô. Con bánh tráng không? Bánh tráng à, cũng bánh tráng là bánh tráng mình cuốn nha. Con này mình thích không như thế này nè. Đây, mời mọi người nha. Nước chấm tương với gì thơm vậy ta? Ngon quá. Chấm tương cháy đậu ý. Chấm này là tương xay phải không? Tương xay là mình cháy với tỏi ha. Đây, mời mọi người thưởng thức tiếp nha. Tuyệt vời luôn. Có bánh tráng nè, quá ngon. Da nó gai vậy. Ngon quá. Rồi, cái da ăn không được thì cứ bỏ. Nó dai. Có hơi cứng cứng giống như xương phải không? Ăn cá bị cứng rồi. Cứng bốn rồi. Rồi. Có cái ăn không thử coi. Cái vị nó giống cái gì? Ừ. Cái gì ta? Nó cũng hơi giống giống như con cái thịt của con cá thu kia. Không, cũng giống thịt cá thu kia. Nên mặn thêm cá này cá thu bè bè. Không, mình ăn nó cũng giống thịt cá thu kia, nhưng mà cái vị béo nó không bằng thôi. Cái vị béo nó không bằng thôi nhưng mà cái da của nó vậy ha. Dạ, nướng ngại thơm ghê ở sao phải mùi gì. Da dày thì nướng nó không bị khét. Da dày nè, đúng rồi, da dày mình nướng không khét nó thơm. Hồi nãy mà nó xì cái khối nó bốc ra rồi ngay chỗ luôn rồi, nghe cái mùi nó là thơm chứ không nổi luôn đó. Hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn. Thử trúng là chảy nước miếng liền. Đúng là chảy nước miếng luôn hả? Rồi quay vòng vòng cho mấy bạn nhỏ đồ thưởng thức cho mọi người xem đây. Biết cuốn ngon. Bún nè, cho lại bún vô cho. Rồi. Rồi hả? Cũng rồi hả? Không biết cuốn đó. Rồi, tự cuộn không? Để đũa xuống tự cuộn, để rau bên kia đâu bếp. Rồi. Được không? Xong lấy cho Thiên Tý một cái sợi dây. Lấy gì Thiên Tý sợi dây, Thiên Tý quất lại luôn. Rồi quất đi không? Ăn không? Ăn cho hai bon với lại ốc bu đồ thấy thèm chơi coi. Đây là dĩa đinh lăng nữa nè. Đây, mình thích món này nè coi. Quá bự, quá ngon. Đinh lăng này là trị là đau lưng nhức mỏi cho mọi người. Chị ăn thần mất ngủ đồ luôn nè, rất là ngon luôn nè. Đó, con dĩa cá này coi. Đinh lăng. Rồi, ba bạn cùng lên đây. Đi vô. 1, 2, 3, vô. Cùng vô tao hát cái bài gì trời ơi, hôm nay là sai nữa rồi á. Dạ, quá cứng. Dạ, cứng hả? Dày ghê. Dày. Đi chứ cái dũa vậy, cái hành không ai dũa da nó cũng dày vậy. Rồi, video của mình sáng giờ đến đây cũng khá dài rồi. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Rồi, tất cả các con à, chào khán giả các con. Xin chào, hẹn gặp lại nha.